Chào tất cả anh em mình ha. Em chào mừng anh em cũng như bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc ha. Em với anh Chiến để thử chân truyền của thằng Thừa. Bữa nay thằng Thừa nó vừa ra anh em ơi. Hôm nay thằng Chiến với em lên xả hàng cho anh em một cái văn ma. Cái này văn ma F10 anh em. Còn đổ vừa được con trai bị để lật lên lật xuống. Em nói anh em là quay cái máy này là nhìn mắc cười quá, phải nhờ cái máy nhảy. Chứ cái máy không nhảy anh em quay anh em cười xỉu xỉu luôn á. Văn ma F10 là nó còn chụp heo nè, nó anh em là nó còn đầy đủ hết. Chụp heo nắp cò còn đầy đủ luôn. Nhưng mà em muốn cho anh em quay em để gì đặng cho anh em mình dễ quan sát nè. Máy nó tình trạng nó là gì đây. Em nhìn máy này em thấy mình nhỏ bé với nó quá. Em quay em đưa cái camera vô sao nhìn đi. Ê ê ê, xúc con dầu. Thấy chưa? Con dầu cũng được nữa, nó không vô vừa. Rồi bây giờ con nhí dầu trong đây là chơi được rồi, con sọt vô nghiêng lên cái được rồi. Thì cái máy này nó xịu hao dầu quá. Rồi, vô lên. Rồi nhí nhẹ nhẹ, rút nhẹ nhẹ ra từ từ cho nó xịn tí xíu là nó có hơi nó rút vô được rồi. Từ game chỉ cần nhí dầu vô là cái máy nó test được rồi. Có dầu có vô không mà sao nhìn nó thấy như con trai. Rút mở được không? Rồi con xích qua con ấy đi, rồi để vô gốc cầm cái cam để lên cho. Cái máy này nó rất ít hao dầu, nó bự con mà nó xịu hao rồi, chống ống này tí xíu là bảo đảm với anh em là quay thử đã luôn á. Cái dầu chưa? Đó, nhiều là tụi em chết được cho anh em rồi đó. Nhí vô một tí xíu à. Văn ma F10. Anh em nhìn bu ly nữa nè. Không lấy về thì anh em hỏi. Mà khi lấy về thì anh em không có mua. Hùng nó cười em hoài luôn cơ. Em có bán rồi một con anh em. Giờ với còn ba con. Con này với con chạy nước. Với còn con chỗ nào ở đây. Đúng rồi. Nãy giờ ai gọi kiếm em quá trời luôn rồi. Ngoại hình thì em quay sơ cho anh em mình thôi ha. Nó bự quá em biết quay cho anh em chỗ nào. Cái này em thông báo luôn là cái thùng dầu bị lủng lên nha. Lủng đâu chỗ này nè. Về anh em hàng lại. Cái gì đây? Em đi em cầm điện thoại em quay em biết chừng nào mà giáp nó luôn á. Bự quá. Số xe ghi của nó là 92251. Khỏi nghiên cứu ơi. Nghiên cứu nổi đâu. Rồi em cũng thông báo luôn nghe anh em. Máy này là có mở ra xe giấc bắp rồi nha. Anh em lưu ý nha. Có mở ra xe giấc bắp. Vì máy nó nằm bãi lâu rồi đầu mất mở ra xe. Nhìn ngóc này nó có chạy nè anh em nhìn thấy không? Thì hiện trạng sao em sẽ báo anh em. Bây giờ em cũng biết giới thiệu làm sao luôn đó, giờ nó bự quá em quay em không có thấy thấm tháp gì chỗ nào cho giờ bất ngờ con test hàng cho bà con mình coi. Anh em nhìn quay mắc cười lắm, quay lạt bạt buông ra cũng chạy nữa. Trời ơi, tao quay cục ngủng là con quay không có nổi đâu. Phải có nó không? Nhìn Diễn quay mắc cười lắm. Đó vậy là nó chạy đó. Đó. Kinh khủng luôn á. Quay. Nhỏ quen cái nhỏ hớn hở dữ rồi. Nó chạy ở đây mà đứng đây nó còn rung rung đất. Nó nhẹ nhàng anh em ơi. Nó chạy một cách rất là nhẹ nhàng, mình quay lệch nó không chạy nữa. Ống dầu nãy chích vô miếng rồi nó quay chạy được rồi đó. Anh em thấy nó lợi hại không? Nó chịu bao dầu rồi. Hết nổi à. Hết nổi rồi, kéo nó không nổi không? Nãy chiến chỉ cần chích vô miếng dầu thôi nó chạy vô đó. Nó nhảy hết dầu thiệt rồi, hết dầu thiệt anh em ơi. Chút xíu không đủ đô nữa anh em ơi, hết dầu rồi, hết dầu rồi. Thôi hàng chi
anh giống con gà nhỏ, con khúc con dầu nhỏ chịu không nổi thiệt mà. Rồi em cũng báo giá cho anh em mình luôn ha, là cái máy này em bán cho anh em bữa nay xả hàng tính anh em là 7 triệu, bán thu hồi vốn rồi, là em bao kết nước anh em mình nha, 7 triệu phí ship của máy này là em tính anh em là 800 ngàn, là 7 triệu 8, anh em có một con dân Tết dân máy F10, cái này để dành ủi xà lan anh em chứ không biết anh em mua gì, hoặc là anh em ủi chẹt mấy xe cuốc nữa, nó rất là mạnh, nó đi những cái chỗ nào mà có lục bình bèo á anh em chạy nó rất là giỏi nha, giỏi hơn mấy mấy đê mình dữ lắm, thì nó rất là mạnh nha anh em, vì nó hết dầu rồi, đút được cái ống trong cái ống có nhiêu nè, là chạy được một chút xíu rồi nó hết dầu rồi, em không có test thử cho anh em mình nữa ha, em xin nhắc giá lại lần nữa nha anh em, này em bán cho anh em là 7 triệu, phí ship là 800, còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản ha anh em, cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra số xe ghi đổ nước vô test các nước ha, rồi anh em thanh toán với shipper, rồi chào tạm biệt anh em.